với những trung tâm kinh tế phát triển vùng Đông Bắc. Thành phố biển của tỉnh Quảng Ninh, lồng lộng dáng cầu dây văng bãi cháy, khoáng đạt vùng di sản thế giới Vịnh Hạ Long, tặng cho nhân gian bức tranh thủy mặc nước xanh đảo biếc. Rồi từ đây, đi qua những địa danh Ba Chẽ, Tiên Yên, Đầm Hà, nguyên những tên gọi từ thuở sơ khai, rồi sẽ đến nơi đất nước bắt đầu tạo dáng hình chữ S, từng là bình địa trong chiến tranh. Hơn 30 năm sau, mảnh đất này đã nhanh chóng phát triển thành một đô thị cửa khẩu sầm uất vào đất bậc nhất Việt Nam. Cùng với chính sách mở cửa của Đảng và Nhà nước, trong những năm qua, Móng Cái đã nhanh chóng trở thành một trong hai trung tâm thương mại du lịch lớn của tỉnh Quảng Ninh. Ở đây có các chợ như chợ 2, chợ 3, chợ Tô Di, trung tâm thương mại Móng Cái với hàng ngàn hộ kinh doanh, đóng vai trò là chợ phát luồng trong cả nước. Chợ trung tâm Móng Cái nằm ở trung tâm thương mại của thành phố, có hệ thống thang máy, thang cuốn hiện đại, đáp ứng sự phát triển của các ngành dịch vụ, góp phần tạo nên sự sôi động của khu kinh tế cửa khẩu. Đến với Móng Cái, bạn đừng bỏ qua cơ hội dạo bước trên cầu Ca Long, một cây cầu cổ có lối xây dựng độc đáo. Cầu được xây dựng hoàn toàn bằng đá. Dáng cầu tựa như một con rồng nằm vắt mình qua dòng sông, nối liền hai bờ trung tâm thành phố. Nhưng có lẽ ít ai biết công trình kiến trúc này lại do một nữ kiến trúc sư người Pháp thiết kế vào những năm 50 của thế kỷ trước và được những người thợ Trung Quốc xây dựng. Hai bên thành cầu vẫn còn lưu giữ những dòng chữ tình hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc đời đời bền vững. Chúng tôi tiếp tục cuộc hành trình khám phá Móng Cái với điểm đến là cửa khẩu quốc tế. Với sự nỗ lực hợp tác của chính quyền và nhân dân Móng Cái và Đông Hưng, công tác xuất nhập cảnh tại đây ngày càng được tiến hành nhanh gọn, thuận tiện, góp phần mở rộng cánh cửa giao lưu, hợp tác về mọi mặt giữa Việt Nam, Trung Quốc. Trung bình mỗi năm có khoảng 2,5 triệu người qua lại khu cửa khẩu để du lịch và tìm kiếm thị trường, hợp tác làm ăn tại Đông Hưng và Móng Cái. Với hơn 150.000 dân trên diện tích 515 cây số vuông và 17 đơn vị hành chính, thành phố Móng Cái luôn có vị trí chiến lược quan trọng của tỉnh Quảng Ninh và của cả nước. Trong 20 năm qua, từ một địa phương thuần nông với truyền thống khai thác biển, sản xuất và giao thương, Móng Cái vươn mình trong vận hội mới, phát huy mọi tiềm năng trở thành trung tâm phát triển kinh tế trọng điểm quốc gia và là cửa ngõ giao lưu kinh tế Việt Nam với các nước ASEAN, Trung Quốc và các nước Đông Bắc Á. Tạm chia tay với những khu chợ ồn ào tấp nập, chúng tôi tiếp tục khám phá Móng Cái với điểm đến là nơi bắt đầu nét bút của chữ S trên bản đồ Việt Nam. Đó chính là Ngũ Sa Vĩ, mảnh đất địa đầu Tổ quốc. Đứng trên mảnh đất thân thương của Tổ quốc, chúng tôi lặng nghe tiếng gió, nghe tiếng sóng biển vỗ về bờ đất như lời ru của đất mẹ thân yêu. Như quý vị và các bạn có thể để ý thấy hình ảnh của ba ngọn phi lao đang vươn lên trời cao, tượng trưng cho rừng dương nằm ở Ngũ Sa Vĩ, nơi địa đầu Tổ quốc. Vâng, khi đứng ở mảnh đất thiêng liêng này lại nhắc chúng ta nhớ đến bốn câu thơ hào sảng của nhà thơ Tố Hữu: hùng vĩ thay toàn thân đất nước, tựa Trường Sơn vươn tới Trường Sa, từ Trà Cổ rừng dương đến Cà Mau rừng nước, đỏ bình minh mặt sóng khơi xa. Bãi biển Trà Cổ vẫn nguyên vẹn một vẻ hoang sơ, hài hòa và bình dị với bãi cát trắng mịn trải dài. Chẳng thế mà bãi biển nằm cách thành phố Móng Cái chừng 9 km, với chiều dài khoảng 17 km từ mũi Gót ở phía Bắc đến mũi Ngọc ở phía Nam, được mệnh danh là bãi biển trữ tình nhất Việt Nam. Trà Cổ đủ sức chứa hàng vạn du khách đến nghỉ mát và tắm biển. Người ta thường nói dân Trà Cổ tổ đổ sơn. Điều này có ghi trong đình Trà Cổ
một ngôi đình ở vùng biên, nhưng hoàn toàn mang phong cách kiến trúc Việt Nam, mang đậm chất văn hóa người Việt, không hề lai căng, pha tạp. Thưa quý vị và các bạn, đình Trà Cổ được đánh giá là một ngôi đình khá đồ sộ ở địa đầu đất nước. Nó hoàn toàn mang dấu ấn văn hóa Việt. Đình được xây dựng từ thời Lê năm 1461, thờ 6 vị thành hoàng đã có công lập nên vùng đất Trà Cổ cách đây gần 600 năm. Khi vào thăm đình Trà Cổ, quý vị và các bạn sẽ được chiêm ngưỡng những chi tiết kiến trúc rất độc đáo và giữ được gần như nguyên vẹn.